mọi người nha. Hôm nay em có một cái ưu đãi rất là đặc biệt dành cho tất cả các chị em mà đang muốn chăm sóc da trong cái mùa hè này. Trời ơi, mùa hè rất là nóng đực, làm cho mình bực bội nè. Mà bực bội mà cái da mặt mình xấu mình càng bực bội hơn nha mọi người. Thì hôm nay em sẽ có một cách bí quyết, gọi là giúp da của tất cả các chị em hôm nay sẽ được đẹp hơn. Thì hôm nay công ty mỹ phẩm BC Cosmetics có một cái dòng sản phẩm là serum BC này. Thì trong rất là nhiều cái clip mà em đã giới thiệu cho tất cả các chị em về cái công dụng của em này, thì mọi người đã biết là công dụng của nó là vừa dưỡng ẩm nè, vừa làm trắng sáng da nè, vừa ngừa nám nè, vừa mờ thâm nè, và đặc biệt là siêu cấp được chống lông tuyệt vời luôn nha. Thì ai mà lại sử dụng dòng sản phẩm này chỉ có mê thôi nha mọi người, mê thôi. Cái da mình cảm giác nó mướt và nó mịn rất là nhiều lần. Còn mọi người có nói chị đang xài cái dòng sản phẩm serum đó mà cảm thấy nó chưa cải thiện, thì hôm nay đổi qua cái serum này xài thử đi, chỗ nó mềm da mà nó mịn lắm luôn á. Đây là dòng sản phẩm được rất là nhiều khách gọi là đồn nhau. Mọi người biết tại sao đồn không? Tại vì khi mà sử dụng xong cái da đẹp quá thì mọi người đồn truyền tai nhau đó, thì gọi là đồn nhau đó. Thì em sản phẩm serum BC của hãng Cosmetics này là dòng sản phẩm serum 3 day thần trắng nha mọi người, có tên gọi là serum vitamin C 3 day thần trắng. Trong vòng 3 ngày thì làn da của mấy chị sẽ được cải thiện rất là nhiều đó. Không phải là nó cải thiện nó trắng liền đâu, mà nó sẽ giúp cho da của mình khỏe từ bên trong ra bên ngoài và nó trắng lên từng ngày. Mọi người sử dụng thì sẽ có kết quả rất là tốt luôn. Dòng sản phẩm này mấy chị hỏi em ơi, em đã sử dụng chưa? Trời ơi, em sử dụng 100 chai rồi, nên mọi người đừng có hỏi em là sử dụng chưa nha. Em sử dụng quá nhiều nên giờ da mặt em rất là mịn, rất là đẹp như thế này. Không phải là mình chỉ dưỡng trắng da rồi mình dùng những cái dòng sản phẩm thực phẩm chức năng rồi mình sử dụng những dòng sản phẩm kem chống nắng không đâu. Mình phải có một dòng sản phẩm serum để nó thúc đẩy quá trình giúp da của mình đẹp hơn và trắng sáng hơn. Da em đang ở độ tuổi là 31 tuổi nhưng mà da rất là mịn, rất là đẹp nè. Mọi người thấy không? Da tay chân của em rất là trắng trẻo. Bởi vì khi mà em sử dụng cái dòng sản phẩm của hãng BC này, là khi mà em sử dụng đầu tiên đó là dòng sản phẩm kem body. Body của nó rất là tuyệt vời luôn. Thì trong cái clip hôm sau thì em sẽ giới thiệu rõ hơn về dòng sản phẩm kem body. Tiếp theo đó là dòng sản phẩm kem mặt, và sau đó là dòng sản phẩm serum này là vừa mới ra mắt trong vòng là tầm khoảng là... Trời ơi, cái dòng sản phẩm serum này em sử dụng trong vòng 3 tháng. Mọi người thấy không? Cái da của em ngày càng mướt lên. Mọi người xem những cái video của mình, cái da của em nó không có được căng bóng, cũng như là nó không có được gọi là nó, mọi người nhìn vô nó có độ ánh sáng của cái da của em là nó hơi bóng da. Không phải là dầu nhờn trên da em đâu, mà đây là cái dòng sản phẩm mà nó giúp cho da mình nó tự nhiên cái nó cảm giác là nó căng lên và nó bóng ra như một cái làn da. Mà mọi người thấy da của em rất là trẻ không? Bởi vì nhờ cái dòng sản phẩm serum này nè, nó làm sáng da lắm. Mà lúc trước là da của em bị thâm rất là nhiều luôn, mà em sử dụng cái dòng sản phẩm này nè, một chai như thế này em sử dụng trong vòng là một chai như thế này nha mọi người, em sử dụng trong vòng là tầm 15 ngày nó mới hết nha. Nó chỉ có 10ml nhưng mà mỗi lần mấy chị sử dụng nó chỉ cần một xíu, một chấm nhỏ như thế này, một chấm nhỏ chỗ này, một chấm nhỏ chỗ này, chấm nhỏ như thế này, sau đó tán ra là da mình rất là đẹp. Không phải là mình sử dụng 1-2 ngày là da mình đẹp đâu, mọi người phải nên kiên trì sử dụng hàng ngày để cho nó có kết quả tốt nhất. Nhiều lúc cái da mình đang cải thiện mà mọi người không hề là phát hiện ra, nhưng mà sau khi mà mình sử dụng ráng trong vòng 1 tháng, da mình đảm bảo là nó sẽ căng bóng và đẹp hơn rất là nhiều luôn. Đây là dòng sản phẩm serum có lời đồn là thần trắng nha mọi người. Mọi người cứ truyền tay nhau, trời ơi cái serum BC vitamin C 3 day đó, trời ơi, thần trắng luôn. Tôi xài mới có 3 ngày 5 ngày, trời ơi dồi da tôi mất ruột nè. Và giới thiệu cho cả công ty luôn, mọi người biết không? Là một công ty rất là nhiều người, và đặc biệt là nhiều người mà sử dụng dòng sản phẩm này nè, cứ truyền tay nhau như vậy là cả một công ty ở trong hiện tại là cả một công ty trong Bình Dương á, ai cũng sử dụng dòng này và rất là khen luôn. Nên chị nào mà đang muốn điều trị nám da nè, muốn da mình phục hồi, muốn da mình căng bóng mịn mượt, trắng khỏe, si kích lỗ chân lông, thì đừng quên sử dụng dòng sản phẩm serum BC này, gọi là serum thần trắng 3 day nha mọi người. Sử dụng trong vòng 5 đến 7 ngày da của mình cảm giác mướt mịn lắm, rất là tuyệt vời. Có một cái mùi hương thơm rất là dễ chịu, rất là sang, cũng như là dòng sản phẩm này nó dạng tinh chất cô đặc như thế này nha mọi người. Hôm nay vừa mới xuất serum xong thì em cũng giới thiệu sẵn tiện giới thiệu cho mọi người luôn, bởi vì cái dòng sản phẩm này mọi người không biết đến thì đó là một cái điều rất là thiệt thòi cho những chị nào mà đang muốn có một làn da đẹp. Đây là dòng sản phẩm gọi là serum 3 day thần trắng siêu phẩm của em nha mọi người. Trời ơi, em xài không biết bao nhiêu chai ghiền nó luôn nha. Tối nào mà sức kem mà không có cái này à, buồn lắm, bởi vì nhiều lúc nó cháy hàng ấy, không có hàng xài nha mọi người, rất là buồn luôn. Nhưng mà hôm nay dự trữ vài chai sợ khách hàng đó. Thì chị nào mà muốn sở hữu một làn da trắng khỏe đẹp cũng như là một làn da trẻ không tuổi, thì em khuyên mọi người nên sử dụng cái dòng sản phẩm này kết hợp với kem dưỡng trắng da mặt của ngôi sao cao cấp này đó. Thì một bộ như thế này luôn luôn là em trữ sẵn bên mình, mỗi lần là sợ khách hàng lắm, để sẵn luôn, sợ mấy chị mua nhiều quá cái khách hàng không có hàng xài, rất là uổng nha mọi người. Thì chị nào mà muốn mua thì nhanh tay liên hệ cho em qua số điện thoại hotline là 0355 838057. Còn mấy chị mà muốn tư vấn đó
về cái vấn đề tư vấn về dòng sản phẩm BC này thì bên em luôn luôn là có bác sĩ da liễu cũng như là chuyên viên tư vấn về chăm sóc da, sẽ điều trị da tất cả các chị yêu. Mấy chị chỉ cần là inbox rồi chị đang bị cái làn da như thế đó, đó bị nám làn da rồi mùi bị đen sạm hay là mua xài nhiều loại serum tự nhiên giờ da sần sần sần, inbox ngay cho bên em để có chuyên viên tư vấn để làm đẹp cho da của mấy chị hơn, trẻ trung hơn, cũng như là phụ nữ cái làn da là cái mặt tiền nha mọi người, hãy cố gắng giữ cái mặt tiền của mình luôn luôn là xinh đẹp nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video bên em, và chị nào mà muốn có thể là liên hệ cho em qua số điện thoại Zalo là 0773339279 để có nhân viên chuyên viên tư vấn về cái dòng sản phẩm làm đẹp da cũng như là sẽ nói chuyện trò chuyện cùng tất cả các chị yêu nha. Làm đẹp luôn luôn sẵn sàng phục vụ tất cả các chị yêu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye mọi người, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công, bye bye. Hello, xin chào mọi người nha. Đây là cái Facebook chính thức của bên em là Trần Thị Alice, chuyên sĩ mỹ phẩm nha mọi người. Bên em có số điện thoại hotline nè, mọi người có thể là alo cho em qua số điện thoại là 0355 838057 để được đặt hàng nha. Facebook Trần Thị Alice nha mọi người. Đây là cái Facebook chính của bên em về tất cả các dòng mỹ phẩm nha. Mọi người có thể là lướt xuống dưới này nè. Đó, để xem rất là nhiều dòng hàng bên em đang được đăng tải cũng như là bên em hàng đi hàng ngày nha mọi người. Rất là nhiều mặt hàng luôn. Thì mọi người có thể xem trực tiếp trên cái Facebook của bên em là này, hoặc là xem qua cái trang Bayer của bên em nha. Ôi, xin chào tất cả các chị yêu nha. Thì mọi người ghé qua cái mỹ phẩm chính hãng Sớ Phát Cứng là cái tên cái trang Bayer của em. Mọi người nhấn giúp em một cái lượt thích trang nha mọi người. Sau đó là mọi người sẽ kéo xuống dưới này nè để xem những dòng sản phẩm tại shop bên em đăng tải, cũng như là chị nào mà muốn tư vấn về cái dòng sản phẩm nào thì có thể là liên hệ với chúng tôi hoặc là nhắn tin vào Messenger này. Mọi người sẽ kích vào và nhắn tin cho shop bên em để có người tư vấn và hỗ trợ giúp cho chị em chúng ta đẹp hơn nha. Hãy nhanh tay đặt hàng nha mọi người. Hello, xin chào mọi người.